Vâng. Cháu đến nhà cô sớm đấy, có việc gì không? Cháu gặp cô xin điện nói chuyện của Ở nhà. Nước cháu. vâng. Nước không? Cháu có việc gì thì cứ nói đi. Vâng, quả cháu cũng mấy hôm nay cháu cũng làm nô vợ cháu đưa đơn lên và cháu ký hôn, thì chắc là vợ cháu với em Nam nó cũng từng cưới nhau Lại còn có chuyện thế này nữa hả cháu? vâng quả cháu cũng vì cái chuyện ấy thì chuyện vợ cháu đưa đơn lên đây cháu bắt cháu ký thì cháu cũng mấy hôm nay cũng mới ăn năn hối lắm, nên là cháu hôm nay cháu cũng quyết định lên với cô nói chuyện với cô như thế, không là cô ra quên em Nam về hộ cháu với. Thế còn cái chuyện thế này cháu? Cảm ơn quả. Thế thì không được đâu cháu ạ. Để cô ra luôn, cô đi gặp thằng Nam nhà cô, xong là cô nói chuyện với cô bảo nó về. Vâng, cô ra giúp cháu này. Được rồi, cái việc này cô sẽ lo. Vâng. Vậy cô ra luôn đi bạn, không đi em Nam đi làm, không bảo em đấy mà. Thế thì cô cháu mình cũng đi. Vâng. Vâng quả, cô ra một mình thì cháu bây giờ ra ngoài kia là cháu không hợp lý lắm đâu. Rồi, thế thì cô ra thì mình. Dạ vâng. Mình là bánh bao à, thích nói chuyện lắm phải không à, ai mà nói với mình trước được à, ừ. Ngoan nhá, thôi ông đi làm nhá. Ừ. Ở nhà ngoan nhá. Ừ. Cần tổ nhá. Ừ. Đi ra trong cháu nhá. À, ừ, đây 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 rồi. Ừ, à, ừ. À, đây, đây, đây. Đi trong cháu nhá. Dạ. Anh đi làm nhé. Dạ mà. Chíp. À. Vâng, chíp ba em ở nhà nhá. Anh đi làm đi. Bye. Đưa quà cho to thế, đổ hết ngô rồi. Thu ơi, ra đây xem này, ngô đổ hết rồi. Mưa to thế. Ừ, tối hôm qua mưa gió to nhỉ anh nhỉ, đổ hết ngô rồi. Nay mà nhà không sao, thế mà ngoài này chúng luôn nói sao mà. Đổ hết đây anh nhỉ. Thì năm nay lại mất mùa rồi. Đâu. Mình chơi cũng đổ hết rồi anh. Đây, chắc mà rau này chắc không sao đâu. Cái ngô kia thì chắc là một phần giấy thì chắc là họ còn một phần đương nhiên chắc không sao em ạ. Chắc mai thì nó chắc là ấy rồi. Vâng, cũng muộn rồi em vào nhà cho dạ cháu. Vâng. Thế anh đi làm việc đi ạ. Ồ. Bye 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 bye. Con đi làm nhé. Con đi làm. Đi đâu mà sớm thế ạ? Mẹ ra đây xem con nó ở đây, thế là con đi làm, thế về nhà vào nhà đi mẹ nói chuyện tí. Mà bây giờ con muộn mất rồi, bây giờ làm muộn cũng vào vào nhà một tí về mẹ nói chuyện tí thôi. Đấy, dựng xe đi, đi vào nhà. Vâng, cái ơi. Anh có
Anh đi rồi mà sao lại quay lại? Thì ra anh ở đường thì gặp mẹ mà sao đi? Cô ngồi đây nên nói chuyện tí. Dạ vâng ạ. Em ngồi. Anh cứ vào ngồi đi. Sáng nay tôi thấy chồng cô là đến mách tôi là bảo là cô bắt anh ấy ký đơn ly hôn rồi phải không? Cái đấy thì nói chung là cháu với anh đấy cũng không còn tình cảm nữa rồi cô ạ. Thì cháu cũng có viết đơn ly hôn để cho anh ấy ký. Để có thể anh ấy với mẹ anh ấy đỡ phải đến đây gây khó khăn cho mẹ con cháu nữa. Thấy chồng cháu ấy là bảo là tại thằng con trai của tôi để là xúi giục cho cô mới viết đơn ly hôn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu. Đấy là tự cô làm thôi. Không phải thế đâu mẹ, chắc là anh Huế bực tức quá là chắc là sang ấy nói với mẹ xe đi kia thôi. Còn chỗ tình cảm con với Thu thì vẫn như thế. Còn bảo là ép anh Huế này thì chắc không có chuyện đấy đâu mẹ. Mẹ thì chắc nghĩ cô này là cô định ký đơn ly hôn xong là ra tòa ly hôn xong là với con cưới nhau phải không? Cái đấy thì mà con chưa tính đến cưới, còn cô mà con thì tình cảm đấy là dành nhau thì mẹ cũng hiểu đấy, là con trước con xin mẹ rồi bảo cho cô ấy về ở với gia đình mình vài hôm ấy, giờ con ra hồ cô ấy sửa sang là nhà cửa với mẹ. Trước con cũng là cũng nhặt được em bé không biết ai bỏ dưới đường, còn nhặt cháu về. Thì bây giờ nhặt đứa này về nó là Hu thì phải nuôi hết cả hai đứa. Vâng, thế thì cái hôm con mới sang nhà ấy thì con mới thế mẹ làm việc đấy, mà con biết từ đấy đến là để cho mẹ là ôi cô vì vướng cháu nhỏ này. Ôi bánh bao ơi. Là... nói đấy. Sáng ngày kia thì bánh bao ơi. Bánh bao ở chỗ. Con rằng đây cũng muốn đi thủ cho hộ tìm người nhà của cháu đã xong con mới về nói chuyện với mẹ. Nhìn cũng thương thật. Nhưng mà mẹ không cho con ở đây lâu được đâu, không ấy thì mẹ bế đứa bé này về nhà cho mẹ chăm sóc. Xong là lúc nào tìm thấy người nhà cho họ giả. Chứ còn mẹ không cho con ở đây, kể cả bố cũng thế, ông nọ đã cấm con rồi. Cho nên là con không ở đây, ở đây thì khách quan người ta nói ra nói vào nó xấu hổ lắm con ạ. Bây giờ thì nói chung cháu nó cũng còn bé ạ, thì cô cho anh ở đây phụ giúp cháu mấy hôm để tìm thấy người nhà của bé. Cháu còn bé, còn cháu vẫn còn uống sữa nữa. Bây giờ mẹ mà lấy cháu này về thì nhất là về kia thì mình lại không có sữa, mẹ thì nó chắc nó cũng chưa quen đâu vì nó bé quá, nên là con nghĩ là cứ để đây là tốt hơn mẹ. Con tính là để đây xong con cũng được ở đây luôn gì. Bây giờ ở đây có hai người nó sống thành như vợ như chồng rồi, con nghĩ thế nào? Bây giờ cứ đưa đứa bé này về nhà cho mẹ để mẹ các chăm sóc được nhé. Để cháu tìm thấy người nhà xong là đưa vả cho bố mẹ đứa bé này là được rồi. Cháu nó còn ăn ti nữa ạ, nên là cô cho anh ở đây giúp cháu để trông nom cháu bé này. Thì cô đã bảo bao nhiêu lần với tôi đã bảo bao nhiêu lần với cô rồi, tôi không nhất trí cho hai đứa ở với nhau mà nhá. Tôi cũng suy nghĩ nhiều mà suy nghĩ lâu lắm rồi, bây giờ hay là cô giả con cho chồng đi, thế xong là cô đưa đứa này về nhà tôi để chăm sóc để con trai tôi về. Cô nói như vậy không được đâu ạ. Bây giờ cô bỏ cháu, bỏ con này cho chồng cháu thì cháu không nỡ lòng nào để con cháu cho chồng cháu đâu ạ. Bây giờ cô phải bỏ đứa bé này đi, bỏ con đi, xong là tôi mới cho cô lấy con trai của tôi xong là về nhà tôi. Không thì bây giờ cô bế cả con đi, hai mẹ con đã có một đời chồng rồi, lấy con trai của tôi là trai tân thì nhà tôi nó mang tiếng lắm, xấu hổ lắm cô ạ. Không được đâu cô ạ, nói chung cháu có tình cảm với anh Nam thật, nhưng mà nói như thế cháu không thể chấp nhận đâu ạ.
Thế bây giờ cô định đưa cả con, hai mẹ con cô về nhà tôi thì làm sao tôi chấp nhận được? Cô bây giờ là đi đưa cả con đi thì người ta biết là cô đã có một đời chồng và cô có một đứa con rồi, thì con trai tôi thì là trai tân. Mẹ cho hai mẹ con cưới. Không được, cái này là từ đầu mẹ đã nói rồi. Nếu mà bây giờ cô không bỏ đứa con ấy thì bây giờ cô lại đưa cả con về, hai mẹ con về nhà tôi. Cái này thì tôi thấy xấu hổ lắm, gia đình tôi ấy. Mẹ. Đương nhiên con trai tân lại đi lấy cái người đã có chồng có con. Mẹ nói thế. Bỏ nhau thì khách quan người ta không biết là nguyên nhân như thế nào. Mà kể cả biết nguyên nhân tôi cũng không chấp nhận được lấy một người có vợ đã có con, có chồng một lần. Mẹ, mẹ làm thế. Mẹ làm thế quá đáng với hai mẹ con quê qua không? Cháu không mong cô suy nghĩ lại ạ. Bây giờ cô mà bảo cháu bỏ lại con thì cô với cho cháu với anh Nam đến với nhau thì cháu không thể nào bỏ con cháu được. Thì tôi đã nói từ đầu rồi, tôi không nhất trí với cái mối tình này. Không thì đấy. Mẹ tìm gì ạ? Tìm gì ạ? Mẹ tìm mấy quyển sách hay cái bút để cho cái tờ giấy để cho cô này cô viết. Giấy bỏ con đi thì mẹ mới chấp nhận cho cô ấy về với con, yêu con. Đấy, có thì rồi. Sao mẹ phải làm thế ạ? Đấy, phải làm thế chứ. Đây, cô viết đi. Cô viết giấy cô bỏ con đi, xong là cam kết là bỏ con, xong là tôi mới cho yêu con trai tôi để cô ấy về nhà, cùng con trai tôi về nhà. Cháu không biết đâu ạ. Nhà cô đừng bắt ép cháu như thế ạ. Cháu không biết đâu ạ. Thế bây giờ nếu mà tôi thương cô với thương đứa bé thì bây giờ mang tiếng cái hậu quả là về nhà tôi. Bây giờ đấy, cô nói như thế thì cháu không thể làm như thế được ạ. Mẹ con nghĩ làm thế không ổn đâu mẹ. Bây giờ bắt ta bỏ con sao mà không làm thế thì bây giờ không bỏ con thì con cứ định cuốn quýt con lấy cả hai mẹ con này về nhà mình à? Thế có mang tiếng cho nhà mình không? Bây giờ nếu mà cô ấy về một mình ấy thì là người ta không biết là cô đã có một đời chồng và cô đã có con nhá. Thì coi như là vẫn là con trai tân với gái tân lấy nhau. Mẹ cứ khăng khăng làm thế thì con không đồng ý đâu. Ai mà bắt gác bỏ con mình được vậy? Bây giờ nếu mà mẹ cứ như thế thì hà con ở đây luôn với em Thú chứ, cũng như mẹ với con ấy, mẹ có bỏ được con đâu. Biết thế rồi, mẹ bây giờ mẹ không bỏ được con, cô này cô cũng không bỏ được con. Thế nhưng mà bắt buộc bây giờ hai đứa không bỏ được nhau thì phải xa nhau đi, không có thể yêu nhau được nữa, con đi yêu người khác. Còn cô này cô quay lại với chồng cũ thì quay, còn không quay lại thì cô lại yêu lấy ai thì chấp nhận được cả hai mẹ con thì họ lấy nhá. Chứ còn mẹ không chấp nhận, mẹ đã nói từ đầu rồi. Thôi cô ạ, cháu không mong cô thông cảm cho cháu. Nói chung là giữa cháu với anh Nam đây thì cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà bây giờ cô ngăn cách giữa hai mẹ con cháu như vậy, cô mới cho phép cháu đến với anh Nam thì đúng thật sự là cháu cũng không thể làm như thế được ạ. Bây giờ cô viết đi. Cô viết giấy vào đây đi, xong là tôi đón cô về hẳn hoi ở với gia đình tôi, ở với con trai tôi. Còn bây giờ chồng cũ của cô ấy nó vẫn muốn nuôi con. Mẹ thế con... bây giờ cô cứ viết đi, viết rồi xong là cháu... tôi cho cô đến với con tôi thoải mái. Cháu không biết đâu ạ, cô cất giấy đi ạ. Cô không giận, cháu không biết ạ. Mẹ con thấy làm thế cũng không được đâu mẹ. Nhưng mà cái này là cái bắt buộc của mẹ. Phải làm như thế thì mẹ mới cho hai đứa đi đến với nhau nhá. Mẹ cứ làm thế thì già con ở đây với em Thu còn hơn. Mẹ không cho ở. Kể cả bố con cũng không cho ở đâu. Bây giờ không nói nhiều nha, bây giờ cô viết đi. Viết đi xong để con trai tôi còn đi làm, không thì muộn rồi. Mẹ đừng làm thế. Mẹ không làm thế không được. Đấy, bây giờ cô viết đi nhá. Tôi để rách vở đây. Mẹ. Cô viết cho hai mẹ con với một cơ hội đi. Không biết rồi. Cô thông cảm. Mẹ. Thông cảm cái gì thì được, còn không cảm thế này là không thông cảm được. Bây giờ cô định lôi cả con, anh con định lôi cả hai mẹ con này về nhà mình á? Con xin mẹ cho. Có phải con của con đâu? Thì bây giờ không thì con yêu người khác, con vẫn có con mà, việc gì con phải lấy vợ người ta, lấy con người ta về nhà mình nuôi. Mà bây giờ con có tình cảm với em Thu rồi. Tình cảm bây giờ con cứ bỏ cô này đi, con yêu người khác cũng có tình cảm như thế. Chứ con không phải nhất con phải yêu cô này, đã có chồng có con rồi, nó mang tiếng, xong là với lại cái chồng của cô cũ của cô này ấy, nó cũng rất là thiệt thòi. Nó cũng còn muốn đón con nó về, muốn đón vợ nó về. Cho nên là con phải nghĩ như thế. Mẹ đã từng lấy vợ, lấy chồng, mẹ đã từng nuôi con rồi là mẹ biết cái
cái tình cảm của bố con rồi là vợ chồng nó như thế, chẳng qua con chưa lấy vợ bao giờ thì con không biết thôi. Thì bây giờ em Thu em quyết định là không quay lại với anh bố kia rồi thì không quay lại con cũng không thể đồng được. Đồng ý cho hai mẹ con quấy. Con không thể chấp nhận với hai mẹ con này được. Đấy bây giờ cô biết đi. Cô biết đi. Cháu không biết đâu ạ. Mẹ, cô biết mẹ đi, đừng làm thế. Bỏ con đi, xong là cô sang đấy. Bây giờ cũng muộn, con không nói nhiều với mẹ nữa. Con muộn giờ làm rồi. Mẹ cứ ép buộc cái làm khó dễ quấy thế này thì đấy là quyết định của mẹ. Đây là quyết định của mẹ đấy. Con mẹ cứ làm thế thì con không đồng ý đâu. Biết là con không đồng ý nhưng mà cái việc của con làm thì mẹ cũng không đồng ý. Thôi thì cái này em nói với mẹ anh nhé, để anh đến đây làm, anh đi làm đi. Đúng rồi, đến giờ đi làm muộn, giờ làm rồi anh. Đấy, bây giờ mẹ nói với Quế, bây giờ Quế cũng không bỏ con, bỏ nhà cửa đi đâu thì bây giờ mẹ làm thế nào làm, con quyết định vẫn ở đây thôi. Nếu mà mẹ không đồng ý cho hai mẹ con Quế về nhà mình ấy. Chẳng nhẽ con lại muốn để cho mẹ xích con về nhà. Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi làm rồi. Đấy bây giờ con trai tôi đi làm rồi, thế là cô cũng quyết định không bỏ con phải không? Cháu không bỏ được đâu ạ, cô thông cảm cho cháu. Không bỏ con thì bảo đưa cả con đến 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 nhà tôi thì tôi hoàn toàn tôi không nhất trí, đừng có hòng mà bảo lấy con tôi nhé. Cô thông cảm, con cháu cũng không bỏ được đâu ạ. Anh Nam thì cháu cũng có tình cảm với anh ấy, cháu cũng không muốn bỏ anh ấy, cháu thấy thương hại anh ấy. Được rồi, tôi xem hai đứa chúng mày có đến với nhau được không. Tôi quyết định tôi không cho phép, tôi không nói nhiều đấy nhá, tôi về đấy. Tôi sẽ tìm cách đưa con tôi về bằng được. Còn cô không bỏ con của cô ấy thì cô đừng hòng bước vào nhà tôi nhá. Tôi chỉ nói thế thôi, tôi về đấy. Sao mẹ anh Nam ác thế nhỉ chị nhỉ? Sao bà lại bắt em bỏ con, bà mới cho em đến với anh Nam, sao mà em bỏ được con em? Nó nói này được là em dù em đến với anh Nam được hay không, cái đấy thì đối với em thì con em không thể bỏ được. Ủa lâu thế nhỉ? Sao ruột thì qua cô không biết thế nào rồi nữa. Rồi mãi em thấy về. Sao ruột thế nhỉ? Cô ấy mãi không thấy về nữa. Chả biết thế nào rồi. Đến chỗ vợ cháu rồi, cô bảo là hai đứa, tức là cô không nhất trí cho em Nam bảo, nhưng mà nói vợ cháu bảo là vẫn nhất quyết là ly hôn với cháu, không là không chịu quay lại với cháu đâu, xong để vẫn lấy thằng Nam nhà cô. Cô giờ cũng làm hết cách rồi, làm thế nào hai đứa nó không chịu bỏ nhau, thằng Nam nó không chịu về, nó vẫn ở nhà vợ cháu rồi. Cháu cũng không biết được, nếu cô xem quen bảo em của cháu với chỗ vợ của cháu với cháu thì cũng chỉ là ly thân thôi, còn chưa phải ly hôn nữa. Cô ạ, cô cố gắng giúp cháu với, vì mấy hôm nay vợ cháu cứ như thế, nhất quyết như thế, cháu cũng mất ăn mất ngủ mấy nay rồi. Cháu chả biết kiểu gì được, cháu mong cô là khuyên em Nam về hộ cháu với. Cô cũng tìm mọi cách để khuyên nó về, xong rồi để hai vợ chồng cháu đoàn tụ với nhau, nhưng chẳng qua là vợ cháu là cứ khăng khăng là không quay lại với cháu. Và nếu thế thì cô quan giúp cháu với, cô bảo em về hộ cháu với để cháu ra tụ tập với gia đình cháu, nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép cô cháu về ạ. Cô cố gắng giúp cháu ạ. Cô cũng sẽ tìm mọi cách để bảo con cô về. Vâng. Cháu thì cũng
tạo điều kiện xong là đi gần gũi rồi mới con cún xong là bảo vợ cháu là cố gắng đoàn tụ với nhau. À vâng. Ông cô cháu về đấy. Dạ cô. Em đang ngủ rồi anh ơi. Em đi đi đi. Chị có đánh bao nhé. Ừ. Đọc em đi cứ đi. Nóng lắm. Chị ở với bác tỉnh nhá. Ở với bác tỉnh cho mẹ đi làm nốt.
Thank you.